Sau đây em kính mời các bác cùng xem cặp loa 4312 MK2 Custom Monitor kênh xanh mạch xanh, và là cặp thứ hai em cập bến năm 2024. Bác nào một sở hữu cặp này thì alo cho em, và nó là đẹp thiếu mỗi cái thùng thôi các bác. Ngắt ngay nha, 4312 MK2 nha, Custom Monitor. Đây là hai vi tinh chỉnh, đẹp thiếu mỗi cái thùng thôi nha. Bác nào lấy nhanh tay alo cho em nha. Đây là dòng loa nghi nhạc cao cấp, cũng như là vừa nghi vừa trưng bày. Nhắc đến những dòng MK2 thì các bác sẽ nhận được một cái là mạch nó là mạch xanh, keng là keng xanh, toát lên cái vị đẹp và sang trọng, đặc trưng dòng MK2 rồi. Hầu như dòng MK2 của JB là đều mạch keng xanh, mạch xanh nha các bác. Hai keng này, nó ngắt tay. Nói chung là thiếu mỗi cái thùng thôi. Bác nào mình lấy thì alo, nó sở hữu bass 30, một mic, một chép dom. Nhìn cái keng này các bác, nó phê. Hai vi tinh chỉnh, này lo mic, bát là bát 30, trang bài tắm dầu, dòng đẹp keng luôn nha. Dòng loa này nghĩ đa thể loại nhạc, dòng loa kịp âm nên là cho ra âm thanh rất là chính xác. Từ bát mic chép, các bác nghe tiếng bát nó sâu và mềm. Lo đến từ California, đúng cặp nha các bác, đúng cặp, series liền kề. Vuông thành sát cạnh. Giá bao ship là 24.500.000, đã bao gồm phí ship nha. 24.500. Dòng MK2 là sử dụng trạm đồng nha các bác, 24.500. Này có thấy góc cạnh này. Thiếu một cái thùng rồi. Chắc là bên nước ngoài nó có thùng mà không, họ không có bỏ thùng vào. Bỏ thùng vào nó còng kênh đó các bác. Đa số là họ bỏ thùng ở bên nước ngoài và chỉ vận chuyển về. Rất là mới, rất xuất sắc luôn. Bác nào chốt thì alo nha. Đẹp. Em báo là như thiếu mỗi cái thùng xốp là các bác biết rồi. Trạm là sử dụng trạm đồng, bắp chứa mỏ chim nha. Lo nặng khoảng là 25-27kg trong một thùng nha. Không một vết cắn luôn nha. Thiếu thùng xốp, một cặp loa 4312 MK2. Bác nào sưu tầm alo cho em nha. Nó sử dụng là trep dom nha, trep dom là dòng trep cao cấp rồi. Trep giấy ở trên trep titan, trep giấy ở trên cặp loa 4312 này. Còn lên trep titan là ở trên cặp loa 4312A, còn lên cao cấp là trep dom. Nó sẽ sử dụng trên con MK2. Tiếng loa mic này có cái gong này. Đổi thông hơi, hai vi tinh chỉnh. Đây là xốp thôi. Tất cả là sử dụng gân vải hết. Đây là gân loại gân zin từ A tới Z. Nói chung là lo nó là zin từ A tới Z hết. Rồi, bác nào mình muốn sở hữu cặp 4312 MK2, cặp thứ hai của 2024 và nó đẹp thiếu xốp như thế này thì alo cho em nha. Qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha. Đây là số điện thoại chính của em, 24.500. Nếu các bác cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu, ngân hàng và thanh toán số tiền là 22.500.